Tôi đã nói về mặt nguyên lý thì tôi không báo pháp luật Việt Nam nha. Các loại hình công ty liên quan tới tài chính, vì nó liên quan tới tài chính cho nên chúng ta mới phải định nghĩa lại các loại hình công ty một tí. Thì các bạn mới thấy tài chính trong công ty nó phải chịu trách nhiệm gì, nó vay của ai, như thế nào, thì nó tùy vào cái giấy phép của công ty đó, cho nên buộc chúng ta phải. Chứ còn nếu mà tôi cứ nói chung chung, các bạn sẽ thấy áp dụng vào công ty mình được. Loại hình công ty tính từ lịch sử cổ chí kim nó có các loại hình sau đây. Loại hình số 1, công ty tư nhân. Tôi khẳng định rất nhiều anh chị không nắm được. Mà không nắm được thì cái trách nhiệm tài chính đến đâu, điều hành tài chính thế nào, thì ba câu hỏi về quản trị mình phải làm. Vay ở đâu? Vay lúc nào? Ai cho mày vay? Vay xong mày sử dụng thế nào? Sử dụng xong mày lỗ thì mày lỗ, mày bán cái công ty mày đi, mày trả nợ. Nhưng bán công ty mày trả nợ xong mà vẫn không đủ thì mày có phải bán nhà riêng của mày đi trả không? Đấy là tài chính. Thế bán nhà riêng không đủ để trả, hay là chỉ trả trong cái vốn ở công ty thôi, các bạn này. Thì cái điều hành tài chính nếu không rõ ràng về những chuyện đó, các bạn sẽ không điều hành được. Được chưa? Vậy công ty tư nhân được hiểu, chúng ta đang nói chuyện tài chính nhé, chứ tôi không nói cái mô hình tổ chức của công ty. Nhưng mà mô hình tổ chức nó chi phối tài chính, cho nên mình phải bàn. Ý số 1 là công ty do một cá nhân làm chủ sở hữu. Cái gì? Và lúc này thì luật nó mới thò vào. Quy mô tối đa là bao nhiêu, loại hình nào, vân vân. Tôi không đề cập ở đây. Tôi chỉ nói với các chị về tài chính. Công ty tư nhân là công ty mà một cá nhân làm chủ, các bạn ạ. Như vậy là đối nhân đối vốn chủ được của ông ấy tất. Ý số 2 đặc trưng về tài chính là cái gì? Đặc trưng 2 chấm. Người chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện với các hoạt động doanh nghiệp. Tí nó lại khác, nó khác cái nha. Toàn diện với các hoạt động doanh nghiệp. Do đó nó chịu trách nhiệm vô hạn. Trách nhiệm vô hạn với các nghĩa vụ tài chính. Đấy, cũng có một chỗ đó là chốt lại. Nghĩa vụ tài chính. Nghĩa là không phải chỉ chịu trách nhiệm trên vốn ban đầu bỏ ra, mà phải chịu cả phần tài sản cá nhân nếu cần, tức là phần góp quân phần bỏ ra ban đầu không đủ. Ông bỏ vào kinh doanh là 100, đến khi nợ của ông nó lên 200, ông tịt, thì luật nó sẽ bắt ông là 100 bỏ ban đầu là bằng không rồi. Nó bắt ông bán nhà đi, không đến tao đe ra tao thi hành án, tao bán nhà mày, tao hốt về 100 để trả cho những người chủ nợ của mày. Như vậy cậu phải chịu trách nhiệm vô hạn về tài chính nếu là công ty tư nhân. Nhớ nhé. Các nhà, thế thì cái công ty này nó thành lập là cái dạng này, nếu dạng khác thuận lợi không? Nhưng nó vẫn thành lập vì ý số 3 thuận lợi. Cái tính thuận lợi của công ty này là thế này, đó là thành lập rất dễ, chả có liên quan tới đối nhân nào cả, mình bố mình.
chi phí đã rẻ rồi nhé, chi phí thành lập thấp. Các bạn ạ, thuận lợi thứ hai là cuối năm nộp thuế có một lần. Trên thuế thu nhập cá nhân của cái thằng chủ ấy, các bạn ạ, thu nhập cá nhân. Thế cái thu nhập cá nhân này nó tính dựa trên là, nó dựa trên là cái thu nhập chịu thuế của mày, tức là tiền lương ấy, cộng với cái lợi nhuận của công ty tính vào mày luôn. Thế thì nó vượt cái mức ấy là cứ đè ra thuế thu nhập cá nhân này, chứ không có liên quan gì đến thuế lợi tức cả. Thu nhập cá nhân, các nhà. Như vậy thì ở đây là cái sự phân biệt giữa ông chủ với doanh nghiệp, các nhà, là hoàn toàn không có. Mày là cá nhân, mày đi làm giáo viên, nó trả cho mày 10 triệu một tháng, xong cộng với mày kinh doanh công ty của mày thì mày thu về cho cá nhân mày là 50 triệu một tháng. Tính ra cả năm là mày được ví dụ như 2 tỷ. Lấy 2 tỷ nhân với mức thuế thu nhập của mày, trong đó có tiền lợi nhuận của công ty và tiền đi làm công của mày ở chỗ khác, nộp thuế đúng một lần. Còn loại công ty khác thằng chủ phải nộp hai thuế: thuế lợi tức của doanh nghiệp và thuế cá nhân nhà mày. Đấy là công ty này nó thuận lợi ở tư nhân chưa đó. Bây giờ đến cái khó khăn. Người chủ phải trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm vô hạn về tài chính. Đấy, chúng ta đang không phải chính mà vô hạn. Hạn chế thứ hai đó là quy mô công ty rất rất nhỏ. Bởi vì ông vươn lên khó lắm, cứ dùng nội sinh mà vươn là không ăn thua. Vậy thì đích nào cho vay? Tại vì anh muốn vay thì anh phải có vốn đối ứng. Vốn đối ứng của một mình ở cái mặt ông có giàu mấy nhất làng hay được có mấy đồng bạc. Khó vay lắm, mở rộng công ty cũng được. Anh nhá. Và cái khó khăn cuối cùng là đời doanh nghiệp thì nó lệ thuộc vào đời thằng chủ. Nghĩa là gì? Nghĩa là thằng chủ lăn ra chết thì cái tài sản doanh nghiệp ấy nó được chia theo luật thừa kế. Tức là thằng con thằng kia mỗi thằng được mớ, chứ có phải là có một thằng lên kế tục đâu. Các bạn này, thế đấy là cái khốn nạn này. Và ý cuối cùng của công ty này, do đó một công ty có thể khởi đầu là công ty tư nhân, thế làm ăn bết bát thì làm cho nó vui thôi, nhưng thế nào nó lại phát triển chứ gì? Khởi đầu là công ty tư nhân, sau đó có thể biến nó thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Khó khăn là phát triển quy mô thì em tính sao? Chứ em thấy là công ty tư nhân em có ngu đâu. Ở đây cũng được, nhưng ở đây thì nhân tiện nói thì nói hết. Còn ý tôi chỉ muốn nói công ty tư nhân nó chịu trách nhiệm vô hạn. Và các bạn thấy những chủ đề thế này nó khô lắm, khô khan lắm. Học tài chính nhưng nó lợi hại lắm. Các chú toàn chết như cái này, chịu khó nha. Toàn những cái thứ đâu đâu. Bây giờ loại công ty thứ hai, có công ty mẹ luận của mình chưa có, nhưng mà cái mô hình tổ chức thị trường nó vậy. Công ty số 2 đó là công ty hợp doanh. Vậy thì các bạn trên đàm phán, các bạn ngồi, các bạn ký hợp đồng, các bạn xem tài chính của nó, thì các bạn phải hiểu loại hình hơn tí nữa cho bạn no đòn. Em hữu hạn thì em có vô hạn, tí nữa em chịu trách nhiệm hình sự cho vợ con em còn nguyên tài sản. Công ty hợp doanh được hiểu sao? Ý số 1 nó giống như công ty tư nhân, tức là nhẹ lắm, chịu trách nhiệm vô hạn các bạn ạ, về tài chính. Nhưng nó khác ở chỗ này này, nó khác ở chỗ là
có 2 đến 3 người làm ông chủ. Và cái xác nhận này có thể bằng chính thức, tức là có chính quyền thọ vào, mà cũng có thể là phi chính thức, nó cũng cấp, có phép, thấy chưa? Ý số 2, công ty hợp doanh có 2 hình thức. Hình thức số 1, công ty hợp doanh trách nhiệm vô hạn. Tùy hình thức các bạn lập thôi. Tức là chịu trách nhiệm cả bằng tài sản cá nhân nhé các bạn. Cho nên cái loại công ty này khi mà 3 thằng nó hùn với nhau thì lúc này linh hồn của việc hùn là nó có cái thành tố là trọng nhân. Trọng nhân tức là loại công ty mà trách nhiệm vô hạn thì khi ký hợp đồng các nơi người ta làm việc cũng thuận lắm. Bởi vì tao sẽ chịu trách nhiệm đến cùng cả bằng tài sản cá nhân. Nhưng mà để góp vào thì 3 thằng khó tin nhau quá. Cho nên người ta chỉ thành lập khi người ta đạt được chỉ số trọng nhân, tức là đúng nghĩa 3 thằng là người, không có tính vật ở đây, tức là thân nhau đến cùng cực. Loại này thì tôi nói mà quen sơ sơ mà thành lập là chết. Bây giờ loại là công ty hợp doanh trách nhiệm hữu hạn. Loại này thì nó 2.10 mà nói xong là có nhiều người hùn bằng vô hạn. Tức là em hùn xong nếu như nghĩa vụ tài chính em lấy cả tiền nhà em trả. Có nhiều người hùn vô hạn, có nhiều người lại hùn hữu hạn. Tức là em hùn thế nhưng nếu công ty có chuyện gì thì em chỉ lấy cái tiền nộp về em chịu trách nhiệm thôi đấy. Nhưng lại có hùn hữu hạn. Nhưng mà đổi lại thì quyền lợi là thế này này. Cái người hùn hữu hạn ấy thì không được quyền nhân danh công ty, không được quản lý công ty. Nhưng vì em thiếu người cho nên anh hùn hữu hạn, tài chính không trả được thì anh chỉ trả trong cái phần đó thôi, còn riêng em bán cả nhà em trả. Thì cái thằng ấy nó được quyền quản lý công ty, nó được nhân danh công ty. Trường Doanh Nhân PR.